Cô vui mừng chào đón các con quay trở lại khóa học tiếng Việt lớp 2 của trang web olm.vn. Các bạn nhỏ của cô thân mến, cô trò chúng mình đang cùng nhau tìm hiểu bài học 1 giờ học. Ở video bài giảng thứ nhất, các con đã được tìm hiểu nội dung của bài tập đọc này thông qua các câu hỏi. Cũng được đóng vai bạn Quang và các bạn cùng lớp nói lời khen và đáp lại lời khen khi Quang trở nên tự tin hơn. Từ nội dung của bài tập đọc, chúng mình sẽ đến với kỹ năng viết. Cô có một đoạn văn như sau. Các con nghe cô đọc thật kỹ. Đúng là nói trước cả lớp thì chẳng dễ chút nào. Lúc đầu, Quang còn ngượng nghịu. Nhưng nhờ thầy giáo và các bạn động viên, Quang đã tự tin hơn và nói một cách lưu loát. Với đoạn văn này, chúng mình sẽ viết thật đẹp vào vở viết chính tả để rèn luyện kỹ năng viết các con nhé. Tiếp theo, cô lại có hai bảng như thế này. Ở các bài học trước, các con đã biết được các chữ cái từ số thứ tự thứ nhất đến số thứ tự thứ 19 trong bảng chữ cái tiếng Việt. Hôm nay, chúng ta sẽ điền nốt từ số thứ tự thứ 20 đến số 29, hoàn thiện bảng chữ cái tiếng Việt gồm 29 chữ cái. Chúng mình có thể thấy tên của các chữ cái tương ứng là các chữ cái. Vậy, còn những chỗ trống cần phải điền những chữ cái nào? Chúng mình hãy tương tác với OLM trong câu hỏi sau nhé! Các con đọc kỹ bảng này thì thấy rằng tên chữ cái là P, chúng mình được chữ P. Tên chữ cái là Q, chúng mình được chữ Q. Tên chữ cái là R, chúng mình được chữ R. Tên chữ cái là S, chúng mình được chữ S. Và để phân biệt, chúng mình biết đây là chữ S nặng. Tên chữ cái là T, chúng mình được chữ T. Và các con còn nhớ không? Chúng ta có một lưu ý, tên chữ cái không hoàn toàn trùng khít với chữ cái, không nào? Tương tự như vậy, tên chữ cái là U, là Ư, thì có chữ cái tương ứng cũng là U, là Ư. Với tên chữ cái là V, chúng mình được chữ V. Tên chữ cái là X, chúng mình được chữ S, và đây là chữ S nhẹ, để phân biệt với chữ S nặng. Cuối cùng, tên chữ cái là Y dài, chúng mình có chữ cái là chữ Y dài. Chữ Y dài này sẽ phân biệt với chữ Y ngắn các con đã được nhắc đến ở các bài học trước. Nhớ nhé, tên chữ cái sẽ không hoàn toàn trùng khít với chữ cái. Vậy là với bảng này, chúng mình hoàn thiện bảng chữ cái tiếng Việt gồm 29 chữ cái. Vẫn là sự sắp xếp của các chữ cái trong bảng chữ cái theo đúng số thứ tự như thế này. Cô có tên của các bạn như sau. Các con hãy sắp xếp tên của các bạn theo đúng thứ tự trong bảng chữ cái. Chúng mình có bảng chữ cái sắp xếp theo đúng thứ tự sẽ là P, Q, R, S, T, U, Ư, V, S, I. Như thế, chúng mình sắp xếp được tên của các bạn. Đầu tiên phải là bạn Quân, bạn Sơn, tiếp đến là bạn Tuấn, bạn Vân và cuối cùng là bạn Xuân. Tên của các bạn như thế này đã giúp chúng mình củng cố kỹ năng viết. Phần tiếp theo, cô cho chúng ta cùng đi luyện tập. Cô có các từ như sau. Các con đọc với cô các từ này nhé. Mượt mà, đôi mắt, bầu bĩnh, khuôn mặt, vầng trán, sáng, mái tóc, cao, đen láy, đen nhánh.
trong các từ này, con hãy tìm giúp cô những từ ngữ nào chỉ đặc điểm. Đúng rồi, chúng mình có các từ chỉ đặc điểm xuất hiện trên màn hình. Đó là các từ mượt mà, bầu bĩnh, sáng, cao, đen láy và đen nhánh. Vẫn quay trở lại với 10 từ ban đầu. Các con hãy ghép các từ ngữ để tạo thành câu nêu đặc điểm. Ví dụ, cô tạo thành một câu với hai từ đôi mắt đen láy. Cô có câu là đôi mắt đen láy. Các con hãy thử tìm xem với những từ còn lại, chúng mình có thể tạo thành những câu nào nữa. Cô khen các con rất thông minh, chúng mình ghép được các câu mái tóc mượt mà, khuôn mặt bầu bĩnh, vầng trán cao, đôi mắt sáng. Không chỉ có đôi mắt đen láy, chúng mình còn dùng được từ sáng để nói về đặc điểm của đôi mắt. Và câu cuối cùng chúng mình cũng có thể ghép mái tóc đen nhánh. Không chỉ có mái tóc mượt mà, từ đen nhánh cũng được dùng để nói về đặc điểm của mái tóc. Trong các câu này, chúng mình lưu ý cho cô nhé, từ đen láy không được dùng để chỉ cho mái tóc, mà chỉ có thể nói về đôi mắt. Vẫn là màu đen, nhưng đen nhánh sẽ được nói để chỉ đặc điểm của mái tóc, chứ không có đôi mắt nào là đen nhánh. Với các câu mà chúng mình đã vừa đặt được, các con hãy thử đặt một câu nêu đặc điểm ngoại hình của một bạn trong lớp em. Ví dụ, cô có một câu như thế này. Cô nói với câu đầu tiên, đôi mắt đen láy. Cô đặt được, bạn Xuân có đôi mắt đen láy. Con hãy tương tác với LM trong câu hỏi sau để chọn được một câu nêu đặc điểm ngoại hình cho đúng nhé. Với những câu nêu đặc điểm mà chúng mình đã xác định được, các con chỉ cần thêm tên của bạn là có một câu nêu đặc điểm ngoại hình. Ví dụ, ở câu mái tóc mượt mà, chúng mình đặt là bạn Huyền có mái tóc mượt mà. Tiếp theo, các con cũng có thể đặt các câu văn. Bạn Trang có khuôn mặt bầu bĩnh. Bạn Tú có vầng trán cao. Bạn Ánh có đôi mắt sáng. Bạn Linh có mái tóc đen nhánh. Chúng mình có thể đặt được rất nhiều câu nêu về đặc điểm ngoại hình của bất cứ một bạn nào trong lớp mình, đúng không các con? Ở phần tiếp theo, cô lại có những hình ảnh như thế này. Các con hãy nói về các hoạt động của bạn nhỏ trong từng hình ảnh. Chúng mình sắp xếp được hình ảnh đầu tiên, bạn ấy thức dậy. Tiếp theo, bạn ấy đi đánh răng, rửa mặt. Các con cũng có thể gọi là vệ sinh cá nhân. Bạn ấy tiếp tục có một bữa ăn sáng, sau đó thì mới đi học, cắp sách tới trường. Theo các con, bạn nhỏ làm những việc trên trong thời gian nào? Đúng rồi, tất cả những việc làm này bạn ấy làm vào buổi sáng trước khi đi học. Thế còn con, trước khi đi học, con thường làm những việc gì? Chúng mình hãy viết một đoạn văn khoảng 3 đến 4 câu kể về những việc con thường làm trước khi đi học. Như các con có thể thấy những việc mà bạn nhỏ trong bức tranh vừa rồi làm trước khi đi học. Các con sắp xếp những việc làm ấy theo đúng thứ tự và có thể có một đoạn văn từ 3 đến 4 câu. Và cô có một đoạn văn mẫu như sau. Các con nghe cô đọc đoạn văn này nhé. Mỗi buổi sáng, em thức dậy lúc 6 giờ. Em gấp chăn màn gọn gàng. Sau đó, em đi vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ. Em ngồi vào bàn ăn bữa sáng mà mẹ chuẩn bị sẵn. Em mặc quần áo đồng phục và đeo cặp sách. Rồi bố đưa em đến trường. Các con cũng có thể có những việc làm khác với đoạn văn mẫu này. Chúng mình hãy thử viết một đoạn văn khoảng 3-4 câu kể về những việc mà các con đã làm trước khi đi học. Nhớ viết thật kỹ các con nhé!
Ở phần cuối cùng của video bài giảng này, chúng ta sẽ cùng đọc mở rộng. Trong phần đọc này, các con hãy tìm đọc một bài thơ hoặc một câu chuyện viết về trẻ em làm việc nhà. Sau đó, chúng mình đọc cho các bạn nghe một đoạn mà con cảm thấy thích. Ở đây, cô có hình ảnh của hai bạn nhỏ đọc cho nhau nghe một trích đoạn trong bài thơ Đôi bàn tay bé. Đoạn thơ như sau. Đôi bàn tay bé xíu, lại siêng năng nhất nhà. Hết sâu kim cho bà, lại nhặt rau giúp mẹ. Nguyễn Lâm Thắng. Với đoạn thơ này, các con thấy rằng đôi bàn tay của bạn nhỏ làm những việc gì? Đúng rồi, đôi bàn tay của bạn nhỏ xâu kim cho bà và nhặt rau giúp mẹ. Ngoài đoạn thơ đã được trích như thế này, chúng mình có thể tìm thêm nhiều bài thơ, nhiều câu chuyện khác nói về việc trẻ em làm việc nhà. Sau đó chia sẻ với các bạn của mình để cho các bạn ấy cùng biết các con nhé. Nhiệm vụ này đã kết thúc video bài giảng của chúng ta. Cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo trên trang web oliver.vn.